Chào các bạn nha, thì có rất là nhiều bạn hỏi Ngọc nhà Ngọc ở Châu Thành Bến Tre mà cụ thể là ở chỗ nào. Thì nói chung là nhà Ngọc thì cũng dễ tìm lắm mấy bạn. Mấy bạn tới khu công nghiệp Giao Long bãi đất trống này nè mà thấy rất là nhiều bò đó là nhà Ngọc đó, đất đó là đất của nhà Ngọc á. Mà đặc biệt nha, cái đàn bò nó không có đuôi. Tại vì á là nhà Ngọc nuôi bò chủ yếu là để thu hoạch đuôi bò thôi à. Wow. Sáng nay nè Ngọc cũng đi thu hoạch được mấy chục cái đuôi rồi, nhưng mà về á là lượt lại tuyển chọn lại chỉ lấy một cái đuôi thôi để làm món cho chú ba. Ông nói mày làm món gì cho nó cầu kỵ xíu đi, chứ tới ngày mày cho tao ăn kho tiêu, cá kho tiêu hoài. Ok chú ba. Đó thấy không, bây giờ Ngọc ra đó Ngọc lụm vô cái nữa nè. Ồ, nay được đi chợ cái mua quá trời luôn ha. Rồi đủ cầu kỳ chưa? Nhìn thấy cũng khá. Thì hôm nay á là Ngọc sẽ nấu một cái món mà nó cầu kỳ, nó cực khổ mà nó cầu kỳ mà nó lâu lắc nữa. Đó chính là đuôi bò tìm thuốc bắc. Đây cái đuôi bò nè các bạn, thấy hải hùng xương gió chưa? Nhìn thấy cái đuôi bò là thấy tỏ thần chưa? Đó, đuôi bò nhà Ngọc nuôi là phải có này tới lên chứ đâu có vừa. Một cái đuôi hả, cầm dài hòn lòn vậy đó. Cái da này là sao? Nói chung là chặt miếng vừa ăn á. Ông coi sao đó, ông xe ở cái da này nó dày quá trời à. Thì nó dày thì ông cắt nhỏ nhỏ không ấy, ông bằm ra cũng được. Nuôi cho nó ăn cái gì mà da bò vậy vậy? Ông giọng thả lông á, ăn cỏ không chứ ăn gì đâu, tại mặt nó dày giống con. Nè, thấy ghê không? Dục. Tôi chặt giống như túp binh tà sữa luôn á. Tại sao? Cái này nhiều quá chú ba ơi, con sẽ làm ít lại. Mở đuôi thôi, đem vô luộc. Mớ da nè, cái cục bự này nè, cho có nước ngọt. Chửi lại cái cục đó, còn mấy cái đuôi kia dục hết đi. Dục hết hả? Xô cho con. Dục vô nồi. Ủa vậy hả? Không nói hay biết, con thiệt tình hả, nói thằng làm à. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu. Làm gì đây, gọt củ hành. Cái này là Ngọc luộc nó nè. Luộc sơ qua cho nó chín. Với một phần nó mềm rồi mình mới bắt đầu mình nấu. Không ăn chơi nữa, ngon nữa, ăn ngay nữa, cứu hả à. Mày nói cái thằng quỳ gì vậy? Không chơi nên cỡ không ăn nhai, không ăn hoài à. Cái nhãn quế này nó có trái mà. Trời ơi, nhãn này là nhãn ơ đơ. Khổ qua quá là tái luôn nè, khổ qua lỗ bò được không? Được chứ. Hái rồi. Không ăn để hư uổng. Con báo đời á. Đây nè. Khổ qua nhừng nè. Đi ra hái xả hái rồi thêm mấy tái nữa, vô đơm lên cho đẹp. Rồi rồi gọi vô. Bốn cây thôi. Chín rồi đó, ngon luôn á. Thơm không? Thơm. Cần lắm mới cho ăn. Phan. Gì? Đó không ăn nhẹn mà không chịu mỏ. Sẵn giới thiệu luôn, đây là cái nghề mà lúc nhỏ Ngọc làm nè. Lúc đó là xung quanh nhà vườn á là toàn là nhãn không à. Cái người ta lấy nhãn người ta sấy á. Cái Ngọc đi học xong rồi về cái ra ngoài cái lò sấy á, lấy nhãn về đặng lột kiếm tiền đi học. Đâu có chua mỡ đâu. Mới ráo rồi con mới tẩm ớt gia vị, còn cái này là mình mới luộc sơ thôi cho nó mềm. Tại vì bò là nó có cái độ hơi cứng. Bò nào cũng vậy á, tới cái lúc mà mình đi xuất chuồng là nó sẽ bị cứng nha mấy bạn. Mình về mình phải biết sơ chế, còn mấy người mà không biết sơ chế là đem lên là nhìn không luôn á. Không ăn được đâu, nó hơi cứng. Thế cái đó còn ăn được nha, ăn dục nha. Mông 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 mông. Trời ơi, gần nè.
Bò của nhà Ngọc á, thì Ngọc nuôi á, là tới cái độ mà nó vừa ăn là Ngọc đã thu hoạch rồi. Còn những cái con bò mà cục đuôi á, là nó già rồi đó, Ngọc không có sử dụng nữa. Ngọc chỉ lấy cái đuôi nó là xong rồi đó. Về để ngoài đó ai muốn làm gì làm, ai muốn dẫn nó đi đâu đó dẫn. Nó bụng quá làm bây giờ miếng da đó, giòn giòn đá. Em thử nó nha, cục nữa thôi nha. Em thử đi là một hơi ngồi chấm mắm nêm ăn hết luôn á. Bây giờ trước mắt là bò nó chín rồi đó, còn bao lâu nữa là ăn được? Nửa tiếng nữa. Giờ là con làm cái này đang phiên ốp nè. Ốp thịt xong, nấu. Vớt ra nè, thấy không? Nó vẫn còn nước. Ông để cái cục này nè, tròn tròn vậy nè. Nhìn nó mất cái vẻ đẹp. Ủa nhìn đá quá. Mấy bạn thấy con dao là thấy uy tín chưa? Tía Ngọc ở mài á, sử dụng con dao là phải cẩn thận. Đây, ghê chưa? Con gái ha, một hơi ha, cạp ha. Xước cái găng ngày mơ đi nhau khoa cừu bò. Đầu hành đó nha mấy bạn. 7/3/29 thôi. Mông 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 mông. Nè. Nhưng cho nó vừa ăn là được. Mười cái này bỏ vô sao lắc? Lắc chi để đi không đi. Cục này bự quá. Rồi. Dữ. Thả vô cái kêu cái thử. Rồi xong. Cái này là kỹ tử nha mấy bạn, không phải ớt hiểm nha mấy bạn. Cái này là kỹ tử, một trong những cái dĩa hút bắc á. Rồi giờ đó là mình chờ nó sôi lên rồi mình bỏ vô. Cái này là mình bỏ vô sau cùng nha. Đó. Chú Ba ông chỉ á, chứ còn thôi là Ngọc thả vô lúc đầu rồi. Nhìn nó giống trái ớt hiểm ha. Bỏ nó đi, để gì nữa. Ăn nó ngọt ngọt ngon ghê á. Không lẽ mình bóc mình ăn không? Bỏ đi trời. Ừ, ngon nha. Nó thơm thơm mà nó ngọt ngọt. Nói chung là hồi lúc đầu á là Ngọc có bị nhầm một bước. Là mình phi tỏi phi hành đã rồi, mình bỏ cái bò vô, mình xào cho nó săn lại xong rồi mình đinh nó ra. Cái Ngọc quên, Ngọc đổ nước vô luôn. Sực nhớ lại là Ngọc phải hầm những cái này rồi Ngọc mới bỏ bò vô sao. Cho nên là Ngọc vớt thịt bò chỗ gà. Gia vị tất cả đã ngon và nước nó cũng đã thấm vị rồi, mình bỏ này từ vô. Từ từ. Thôi. Trời gì nữa trời, đang bỏ vô kêu từ từ. Nó tản nước vô mặt. Trời má ơi, không biết cái nồi này là nồi gì luôn nữa. Quá trời quá đất rồi. Hơi bị nhiều tấp binh nha mấy bạn. Cái gì chú bà, cứu coi. Quá trời quá đất rồi. Á chú. Nên mình để đây mình ăn luôn đi. Cho nó quen dã. Biết nó giống gì luôn rồi đó. Ông để đi trời ơi, để lắm rồi. Bỏ tấp bên cho đầy nồi. Rồi cuối cùng rau cũng tụng được, mì cũng để nguyên luôn. Đây. Bây giờ mình không ăn mì, mình ăn tấp bên thôi. Đây là gỗ rau Ngọc chưa kịp đề co luôn, còn mì chưa kịp tụng luôn, cởi nồi giờ nó đặt kẹo lại luôn. Rồi bây giờ mình ăn này đi rồi chiều mình tụng rau mình ăn không? Rồi rồi không. Ngọc chưa có bỏ đậu hũ vô nữa đó mấy bạn. Không kịp bỏ luôn á, tại vì nó quá đặc rồi. Nó quá nhiều thứ ở trên đó rồi. Ổng mà ổng ginh cái cục xương nó ra là nó nhẹ nhàng liền á. Gì để ginh liền cho nó nhẹ. Trời ơi, cái gì đỡ cái như đó. Này tôi ginh cục xương này, tôi ghé vườn tôi ngồi vậy. Ngồi ra mái chân mình luôn đi, ngủ mông kìa. Chiều luôn á. Kẹp chiếc rượu nữa. Điện kêu ông Bảy qua. Nóng dữ vậy. Bữa nay là đúng cái món cầu kỳ của ông rồi đó. Vô, vô. Làm chứ nó chấm gì hải hồng vậy trời. Chấm cục đó đó. Không quên bỏ đường rồi.
giờ không biết ăn cái gì được luôn á. Ăn vọng. Đưa đũa thôi con ơi. Nè. Làm nước chấm cho nó ngon lành coi trời. Nước chấm ta làm bằng tay thủ công rồi nó mới lợn cợn nó mới ngon. Chứ còn xa này nhiều ăn ngán chứ. Xa 7329 thôi. Ừ, cái này nó vừa. Thật sự ngon kìa. Rồi ok. Tuyệt đỉnh công phu. Mời mấy bạn ăn lẩu bò. Ủa lộn. Mời mấy bạn ăn lẩu đuôi bò cùng Ngọc với chú Ba nha. Bò nhà nuôi. Đuôi bò nhà làm. Bò nhà nuôi. Lẩu đuôi bò nhà nấu. Lấy miếng nước coi. Cái nước nó xuất sắc dữ vậy chú Ba. Quá đã. Có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao cái nồi lẩu đuôi bò, cái này là Ngọc tìm thuốc bắc nha, nhưng mà nó không có cái màu thuốc bắc, với lại nó nói chung là nó hoàn toàn không có giống gì với ở ngoài quán nấu hết trơn á. Tại vì cái này là Ngọc nấu ở nhà, Ngọc thích ăn cái gì là Ngọc bỏ vô cái đó, cho nên là nó không giống gì trơn trọi á. Không có cái công thức nào dành riêng cho nó hết, cái này là công thức của đặc biệt của Ngọc, tự mần tự ăn đó. Cái nồi lẩu thì Ngọc thích nhất là cái khoai môn. Hồi nãy mình có chiên rồi cho nên mình nấu á, nó cũng vừa chứ nó không có bung đè le ra. Giòn giòn không? Ừ. Cái gì nó cũng giòn giòn. Rồi mắc gì kìa, không lấy cái chén ăn đưa cái tô kìa trời. Topping nó cũng giòn giòn mà. Trời mẹ ơi. Đi kiếm mẹ. Tô không có đựng xương cho nó bự. Kiếm mẹ cái khoanh nhỏ nhỏ toàn toàn coi. Đây. Đuôi bò nè mấy bạn. Chấm nha. Quết cái này. Chao này là Ngọc có bỏ đường. Rồi có dặm thêm miếng tắc vô nữa rồi, cho nên là chấm lỡ có rớt xuống vậy cũng không sao. Vừa ăn. Được đó chú Ba. Cái này mình hầm vừa ăn chứ nó không bị mềm ha. Quá vừa luôn á. Này mềm mềm nữa là nó bị nhão liền. Nó nhũa liền. Đó. Tự mình khen mình chứ giờ này nó chê là thôi luôn á, đổ luôn á. Không, lần đầu tiên Ngọc nấu mà thấy thành công rồi đó. Thấy miệng rất hay gần rồi. Không qua tụt nước quá. Cái đuôi bò mà mình hầm nó vừa tới á, mình ăn nó ngon. Hầm người quá nó đỡ nhựa ăn quá. Đuôi bò với heo gì cũng vậy, nó chung đỡ nhựa sẵn ngắn. Ông bơi cái cục đó nha. Ông cạp đi. Mày không biết ăn sao luôn. Cái cục này hả? Ông không biết ăn sao đúng không? Đây con chỉ cho. Cái cục này bự quá đúng không mấy bạn? Mình không thể đưa vô cái dĩa được thì mình dày. Đó, mình chấm lên. Đó, rồi mình cạp thôi. Vậy đó chú Ba. Không có gì, không thích ăn cái này. Để vô nó nặng, gãy tay không trời. Mình cái cục đó chắc là 8kg. Thích ăn cái cục toàn toàn này hơn. Cái này xé là đá không ghê luôn á. Cái bẹ đúng không? Nó méo. Đúng rồi. Đó. Cho hết luôn đi. À. Đúng rồi. Thịt này ngon nè. Nó có sớ dày dày không? Cái này người ta kêu giống như thịt chuột của heo á. Này mềm. Cuối cùng này ngon á. Thịt ở trên cái xương sống á. Ngon. Bên đó là thịt, bên đây là gân. Phải hai cùng hai bên hả? Bên. Nó trễ ở đâu vậy? Nó hỏi đối diện thôi nha. Thịt luôn á. Ngon. Nó sớ dài con. Tận mừng mới nhảy lên cái không tới luôn thầy. Thèm lắm mày.
Thì chứ nó thèm từ sáng giờ mà. Nãy giờ nó ăn xương cũng no rồi. Nó mà thấy hả? Mua mà, hổm nha. Cái này mà theo đúng tên gọi của nó là có phải hàm thuốc bắc không? Thì mình hầm mình bỏ thuốc bắc vô rồi là hầm thuốc bắc. Rồi mình bỏ thuốc tây vô rồi là hầm thuốc tây. Hầm thuốc tây ăn nó hơi đắng. Ngọc chỉ thích ăn mấy cái cục đuôi nhỏ nhỏ thôi, toàn toàn nhỏ nhỏ vậy nè. Còn cái cục mà bự chà bá vậy nè, cắn gì nổi. Nãy khi ông chặt ra ông chịu không để vậy, ông ăn cho đã không anh. Ăn cái ứ hự luôn. Thấy thì thèm đói mắt chứ bây giờ. Muốn hơn cục đó hơn nữa nè. Ê, nhẹ nhẹ cứ ba. Trời ơi, giờ lên tới đó rồi đợi nữa đó. Lâu lắm á. Làm hàm răng lắm có tiền lắm ạ. Cái bùa bọ không có nhiều tiền lắm. Chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Ngọc nha. Bye bye. Trời ơi, cho mà thả vô mặt là không ăn đó mấy bạn. Giận đó, phải năn nỉ đó. Nè.